Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Những người phỉ báng xúc phạm đến các bậc tu hành chân chính thì sẽ bị quả báo như thế nào ạ? Những người mà phỉ báng xúc phạm đến những bậc tu hành chân chính thì sẽ có quả báo rất lớn, có cái quả báo rất nặng, có cái sẽ tạo ra một cái bất hạnh lớn, một cái ác nghiệp lớn, một cái sự tổn hại lớn cho chính bản thân mình. Vậy thì cái người được một cái vị gọi là tu hành chân chính thì mình căn cứ vào đâu để biết được vị ấy là vị tu hành chân chính, và như thế nào là mình sẽ phạm vào cái sự xúc phạm những cái vị tu hành chân chính. Những cái vị ấy nếu như là những cái người mà vị ấy là bậc có giới thanh tịnh, tức là vị ấy có cái sự giữ giới, sống thiện lành, không làm việc ác, là thiện lành, là cái vị chân chánh, ngay thẳng, vị ấy sống ngay thẳng, vị ấy sống chân thật, nghiêm túc, chân chánh, theo chánh đạo, thì đang đã đoạn trừ những phiền não tham sân si, hoặc đang nỗ lực để đoạn trừ những phiền não tham sân si, sống đang xa lìa các dục, không hưởng thụ các dục, thì đấy được gọi là những bậc tu hành chân chính. Hay là những cái vị ấy có cái tâm thanh tịnh, tức là vị ấy tu tập đã có những cái sự thành tịnh, đã chế ngự được những phiền não, hay là vị ấy là vị có cái sự có trí tuệ, giác ngộ, có giác ngộ các chân lý, các sự thật, đã đoạn trừ được những bất thiện, đoạn trừ được những cái phiền não, hay đó là những bậc thánh nhân giải thoát, những bậc thánh nhân giác ngộ, thì đó được gọi là những bậc tu hành chân chánh. Khi mà một cái người đời thì mình không thể biết được ai là cái bậc chân chánh tu hay là ai là một cái bậc tu không chân chánh, để mà nhận định nhận biết được rất là khó. Chỉ những cái bậc có trí tuệ lớn thì mới biết được, còn những cái vị người bình thường không biết được. Thì dù mình có cái sự có cái ác tâm ác ý phỉ báng xúc phạm đến những cái bậc chân tu như vậy thì sẽ tạo ra cái tội lỗi lớn. Nên là cái tội đấy nó nặng hay nó nhẹ thì nó còn tùy thuộc vào cái ác tâm ác ý của cái người xúc phạm ấy. Nếu cái người xúc phạm ấy với cái tâm sân hận lớn, với cái sự ngã mạn lớn, với sự khinh thường lớn, với cái sự nhạo báng lớn, với cái tâm bất thiện ác ý lớn ấy thì sẽ tạo ra cái tội lớn. Hoặc là với cái vị tu tập ấy, cái đức hạnh của cái người bị xúc phạm ấy, nếu là một cái người có đức hạnh lớn thì cái người xúc phạm ấy sẽ tạo ra tội lớn. Mà cái người ấy mà cái đức hạnh ở cái mức thấp thì cái tội của cái người xúc phạm ấy thấp. Và sẽ bị quả báo như thế nào thì chỉ có Đức Phật mới biết được. Không có ai trên đời này có thể biết là cái người mà xúc phạm đến cái bậc tu hành chân chính thì bị quả báo như thế nào. Thì bây giờ mình chỉ căn cứ vào những cái lời mà Đức Phật đã tuyên thuyết ở trong kinh điển thì mới có thể khẳng định được cái người mà xúc phạm đến những người tu chân chính ấy bị quả báo như thế nào. Thì trong kinh Pháp Cú 136 đến 140 thì Đức Phật nói rằng cái người dùng trượng phạt không trượng là ác với người không ác trong 10 loại khổ đau chịu sớm phải chịu một loại khổ. Tức là cái quả báo nó sẽ đến ngay nhãn tiền. Nếu cái người mà xúc phạm đến những bậc chân tu thì sẽ bị quả báo ngay trong đời này, chứ không phải là chờ đến lúc chết thì mới đọa địa ngục hay là sinh vào cõi này và cõi khổ, mà sẽ bị gặp cái quả báo ngay trong hiện tại. Trong 10 loại khổ đau đó là: một là thọ khổ khốc liệt, thân thể bị thương vong, tức là có thể là sẽ bị gặp một cái biến cố, một cái tai nạn nào đấy nó tổn thương đến thân này, tức là mình sẽ bị thương tích, một cái nỗi đau đớn nào đấy, một cái nỗi đau đớn khốc liệt nào đó trên thân thể, sứt đầu mẻ trán hay là bị què cụt chân tay, đấy là nhẹ. Còn thứ hai là có thể bị thương vong, tức là có thể bị mất mạng, đấy là cái tai họa, cái quả báo nó sẽ đến sớm như vậy, thân thể bị thương vong. Hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm, hoặc là khi mình xúc phạm đến một cái bậc chân tu ấy, mình sẽ mắc một cái căn bệnh rất là nặng, tự nhiên nó bộc phát ra, một cái bệnh kịch liệt, hoặc là bị điên, loạn, bị tâm thần,
Có những người mà xúc phạm đến một cái bậc võ đức lớn xong một cái, mình cảm thấy trong tâm nó bất an ngay tức thì. Trong tâm mình tự nhiên nó cảm thấy nó bất an, nó hoảng loạn. Hay là ăn nó không ngon, ngủ nó không an. Nên là luôn luôn thấy trong tâm nó cứ, nó tự động, nó bủn rủn ra, nó làm cho cái nội lực của mình nó bị yếu đi mà mình không biết vì nguyên nhân gì. Đó là vì cái sự xúc phạm đối với một cái bậc thánh nhân, đối với một cái bậc chân nhân, thì quả báo nó có thể ngay tức thì như vậy. Rồi là vì ấy có thể hoặc tai họa từ vua hay bị vu trọng tội. Tức là có thể là cái khổ thứ năm, cái tai họa thứ năm là có thể mình sẽ tự động nó xui khiến cho mình phạm vào một cái pháp luật gì đó, khiến cho mình vướng vào những cái luật hình sự gì đó, khiến cho mình phải đi tù tội. Phải tự động nó ma xui quỷ khiến gì đó, và mình lại làm một cái việc tội lỗi gì đấy, khiến cho mình bị bắt bớ, bị đi giam cầm, bị tù tội. Hoặc tai họa từ vua hay bị vu trọng tội, hoặc là tự nhiên mình sẽ bị một cái vạ nào đấy, bị một cái tiếng xấu, bị một cái oan trái nào đấy mà không thể nào giải thích được, không thể gỡ ra, không thể thoát ra được. Bà con phải ly tán, tài sản phải nát tan. Nên là cái oan trái thứ sáu là bà con, có khi là mình phải xa lìa những người thân thương, tử biệt sinh ly, hoặc là nhà cửa thì bị tan nát, có thể bị mất hết tài sản, mất cửa mất nhà, tan hoang như một cái cơn giông bão tố, nó làm cho một cái con chim phải tan tác lạc đàn, bay đi mỗi nơi mỗi hướng. Cũng như vậy với một cái người xúc phạm đến những bậc chân nhân thì sẽ bị cái quả báo như vậy ngay tức thì, tức là ngay trong đời hiện tại. Bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan, hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt. Đấy là cái họa thứ 9. Có thể là mình sẽ gặp một cái hỏa hoạn đốt hết, cháy hết nhà cửa, hoặc là những cái thiên tai lũ lụt tự nhiên nó giáng xuống đầu mình. Và khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục. Khi mình làm một cái việc ác đấy, xúc phạm một cái bậc đức, giới đức, đức hạnh ấy, và trong tâm trí mình lúc nào cũng bị ám ảnh bởi những cái lời xúc phạm ấy, bởi những cái hành động xúc phạm ấy, hay là bởi những cái ý nghĩ xúc phạm ấy, cho đến lúc mình chết, cho đến lúc cận tử, cái hành động xúc phạm ấy nó vẫn còn khởi lên, thì chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục, chắc chắn sẽ sinh vào những cái đọa sự địa ngục hoặc cái cõi khổ đau bất thiện. Thì đấy là ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy về cái người mà xúc phạm đến bậc chân nhân, xúc phạm bậc thánh nhân, xúc phạm bậc tu hành chân chính, thì một trong 10 cái họa tai, một trong 10 cái khổ đau mình không thể tránh được. Nếu như mình sám hối ngay tức thì, sám hối kịp thời, sám hối ngay lập tức thì cái họa tai nó sẽ không đến. Còn nếu như mà không sám hối thì cái họa đấy nó sẽ đến, mà nó đã đến rồi thì nó sẽ còn đến nữa. Phúc bất trùng đai, họa vô đơn chí. Nếu mình chưa sám hối thì cứ họa này nó đi, nó đến rồi họa khác lại đến theo, cho đến khi nào mình sám hối thì thôi. Còn không sám hối cứ họa nó cứ dồn dập vậy cho đến khi mình đi vào địa ngục thì thôi. Và trong kinh Tăng Chi 2 phẩm mắng nhiếc thì Đức Phật cũng có nói rằng với cái người nào mà xúc phạm đến những cái vị tu phạm hạnh thì sẽ có một trong 5 cái quả báo nó sẽ ứng nghiệm ngay tức thì. Một là nếu như cái người đấy là người tu mà đã chứng đạt được cái gì thì tự nhiên cái sự chứng đạt đấy nó mất đi. Tức là nếu như cái người đó mà đắc thiền, đắc thần thông, hay là đang có những cái danh vọng nội dưỡng gì, cung kính gì, tự nhiên nó mất đi. Nó mất đi, nó làm cho mình tổn phước hết, bị thoái thất những cái mà mình đã thành tựu được. Thứ hai là không chứng được những gì mình chưa chứng đắc. Nếu như một cái người mà xúc phạm đến một cái bậc chân tu thì vị đấy có tu suốt đời không chứng được thiền, không bao giờ vào được định, không bao giờ vào được các tầng thiền, và vị ấy luôn luôn gặp những chướng ngại, những trở ngại. Đấy là cái họa thứ hai với nếu như không sám hối. Nhưng nếu sám hối cái là hết, nếu như mình đã không may có sự xúc phạm mà mình chỉ cần đối trước vị đấy xin sám hối nỗi lầm ấy thì hết ngay, cái họa nó tiêu. Còn nếu như mà không sám hối thì cái họa không tiêu. Mình tu cả đời không thể đắc được một cái pháp thượng nhân nào khác cả. Hoặc là vị ấy sẽ phạm một tội bị tẩn suốt. Nếu như mà mình không sám hối, có thể một lúc nào đó mình sẽ phạm một uế tội,
mình sẽ phạm vào một trong những cái tội đáng bị tẩn suốt ra khỏi cái đời tu hành. Đấy là cái họa thứ ba. Hoặc là cái vị ấy sẽ bị mang một cái tiếng xấu nào đấy, một cái bị mang những cái tự động mình sẽ bị những cái người khác người ta chê bai, chỉ trích, phỉ báng, mà bị mang những cái gọi là bị nhơ danh, mất đi những cái thanh danh do mình đã gây dựng rất nhiều năm, nhiều tháng, cả đời. Nhưng vì xúc phạm một cái bậc chân tu, mình có thể bị nhơ danh muôn thuở như vậy. Hoặc là mình sẽ bị những cái tổn hại, cái tổn hại về về thân thể, bị đau khổ, tổn hại về giới hạn. Giới tự nhiên trước kia mình giữ giới thanh tịnh, mà khi xúc phạm cái bậc chân nhân một cái, tự nhiên mình mất đi cái sự thanh tịnh cả về giữ giới, tự nhiên thì phạm giới tùm lum để cho người ta chỉ trích, tự nhiên thì mất đi cả cái chi kiến thanh tịnh. Trước kia thì mình có cái chánh kiến, tin vào chánh pháp, tự nhiên từ lúc mình xúc phạm bậc chân nhân, tự nhiên mình lại bỏ mất cái chánh kiến ấy mà lại đi vào con đường tà kiến. Có thể tự nhiên mình lại đi tin theo những cái tà pháp, những cái tà đạo nào đấy, nó xui khiến cho mình bỏ cái con đường chân chánh, bỏ những cái thầy tổ chân chánh để đi theo những cái vị tà sư, đi theo những tà pháp, đi theo những tà đạo. Đấy là nó mất mát như vậy, mất mát tài sản, hoặc mất mát thân thể, mất mát về quyến thuộc, hoặc là mất mát về giới, hoặc là mất mát về những chi kiến như vậy. Đấy là những cái tai họa nó có thể đến nếu như mà mình không sám hối khi xúc phạm đến những bậc chân nhân. Thì nếu như mình càng xúc phạm những cái người mà có đức lớn thì cái họa nó càng lớn, xúc phạm những cái người mà đức nhỏ thì cái họa nó sẽ nhỏ hơn. Nhưng mà dù sao thì nó cũng sẽ những cái họa tai ấy cũng sẽ đến ngay tức thì. Như thời Đức Phật, ai mà xúc phạm Đức Phật thì có thể sẽ bị họa ngay tức thì. Như Đề Bà Đạt Đa xúc phạm Đức Phật còn bị đất rút, tức là bị nuốt chửng ở trong đất, ở trong lòng đất. Hay là vua Subhabuddha, là cha, là bố của Đề Bà Đạt Đa cũng vậy, ra ngoài giữa đường ngồi uống rượu rồi ngăn cản không cho Đức Phật đi khất thực, rồi phỉ báng Đức Phật là đi tu chỉ vì cầu danh, chỉ vì muốn nổi tiếng nên bỏ bê vợ con. Rồi bao nhiêu người ta bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa để đi theo ông ấy. Vì cái sự xúc phạm ấy thì vị ấy cũng bị đất nuốt chửng, bị nuốt vào trong lòng đất, chìm xuống địa ngục A Tỳ. Hay là có cái cô gái giả mang thai rồi đến vu oan cho Đức Phật cũng như thế, ra khỏi đến cái tầm mắt của Đức Phật, cái vị ấy cũng bị đất nuốt chửng vào trong lòng đất luôn. Tức là có những cái người cái bất thiện với những cái bậc có đức lớn thì cái họa nó rất là lớn, nó có thể khiến cho vị đấy từ từ chìm nghỉm vào trong lòng đất một cách khủng khiếp như vậy. Có rất nhiều thời Đức Phật, có rất là nhiều người phỉ báng những bậc A-la-hán cũng thế, xúc phạm Đức Phật, xúc phạm bậc A-la-hán cũng thế, rồi cũng sẽ bị chìm nghỉm trong lòng đất ngay tức thì. Nên có cái câu chuyện mà tôn giả Mục Kiền Liên, Moggallana bị ngoại đạo, người ta ghen tị, người ta thuê một cái đám cướp, đám sát thủ đến để sát hại tôn giả Mục Kiền Liên. Và cái bọn cướp này khi mà sát hại tôn giả Mục Kiền Liên thì trải qua 7 ngày đi tìm kiếm, thì tôn giả Mục Kiền Liên là vị có thần thông đệ nhất, nó cứ đến thì ngài lại dùng thần thông ngài biến đi. Nhưng mà 6 ngày thì ngài biến được, đến ngày thứ 7 tự nhiên một cái nghiệp bất thiện nó trổ. Nó là do trong đời quá khứ ngài đã bất hiếu, một lần đánh cha mẹ với cái ý định là định giết cha mẹ do cái sự xúi dục của cái cô vợ, cho nên bây giờ cái quả báo nó trổ trong kiếp này. Cho nên là lúc ấy ngài không biến đi được, không vận được thần thông để biến đi, thì bị những cái tên cướp ấy nó đánh chết. Rồi thì chỉ sau đó một thời gian rất là ngắn thì vua A Xà Thế đã bắt được, điều tra bắt được những tên cướp này, để nó khai ra đấy là do những đạo sĩ nõa thể của ngoại đạo ghen tị vì ngài thường du hành lên các cõi trời, thấy các vị chư thiên sinh lên đấy thường là các Phật tử làm những cái việc công đức phước lành do có chánh kiến. Rồi ngài thấy những người đọa xuống địa ngục là thường là các tà mạng ngoại đạo, cho nên ngài về ngài nói lại với nhân gian như vậy. Rồi những người nhân gian người ta thức tỉnh, người ta bỏ hết những cái ngoại đạo, người ta bỏ hết những cái pháp của ngoại đạo, người ta theo về đạo Phật. Và chính vì vậy cho ngoại đạo người ta cay cú, người ta phải thuê người để hãm hại những cái bậc chân tu, để hãm hại những cái bậc tu hành mà có cái ảnh hưởng lớn ở trong Phật pháp. Thế là và khi mà
vua A Xà Thế điều tra ra được thì vua A Xà Thế cũng cho bắt hết những cái đạo sĩ Noa Thể đấy, bắt hết cả 1.000 tên Noa Thể rồi thiêu sống hết. Thì đấy là cái quả báo ra tức thì. Thì trong cái sự kiện đấy thì Đức Phật mới nói nên cái bài kinh gọi là Chuyện Tiền Thân 522. Đấy là cái câu chuyện tiền thân. Thì Đức Phật nói rằng những ai mà xúc phạm đến những bậc chân tu thì đấy là sẽ gặp vào cái họa diệt vong. Họa diệt vong với chính mình, không tránh khỏi được. Và Đức Phật cũng kể về một cái câu chuyện quá khứ. Đó là trong một cái kiếp quá khứ, lúc đấy Tôn giả Mục Kiền Niên là một cái vị đạo sĩ, là một cái vị ẩn sĩ Kisavacha, sống ở bên một cái bờ sông Hằng. Và lúc ấy thì có một cái bà hoàng hậu ở cái quốc độ ấy, bà bị ông vua phế chuốt. Bà ức quá, bà đi ra bờ sông tắm để giải cái nỗi, gọi là giải cái vận xui ấy. Thì bà thấy có một cái vị đạo sĩ đang ngồi thiền ở gần đấy, bà đến bà nhổ lên một cái đống nước bọt, bà ném cái tăm xỉa răng lên đầu cái vị ẩn sĩ đấy. Rồi về bà ra tâm sông tắm xong, rồi bà về thì bà lại được vua phục chức lại. Thì bà đinh ninh, bà nghĩ rằng như vậy cái hành động của mình đó là phỉ nhổ lên cái vị đạo sĩ này là gặp những cái điều may mắn, là giải được những điều suối quẩy. Và bà mặc định ở trong tâm như vậy. Rồi một thời gian sau có một vị tế sư nữa cũng phạm một cái lỗi gì đấy, vua phế chuốt, thì đến hỏi bà hoàng hậu là làm sao để được vua trọng dụng lại. Thì bà mới mách cho cái cách đấy, hãy đến nhổ nước bọt để nhắm cái tâm vào cái vị ẩn sĩ ấy là sẽ hết xui. Thì cái vị này cũng làm thế, rồi vị ấy cũng được phục chức lại. Một thời gian sau quốc độ ấy có giặc giã, nhà vua đem quân đi đánh giặc. Thì cái vị tế sư này cũng mách một cái cách này, ngài muốn thắng trận bây giờ phải cho, phải đi ra ngoài đấy, nơi đấy nhổ nước bọt lên cái vị ẩn sĩ ấy thì chắc chắn sẽ chiến thắng. Và nhà vua đã làm như thế, cho hết cả một cái đội quân nhổ nước bọt lên đầu cái vị ấy rồi đi đánh trận. Khi mà nhà vua đi, có một vị quan đến hỏi cái vị ẩn sĩ rằng thế những người ta làm như thế với ngài, người ta sẽ như thế nào? Thì vị ẩn sĩ Kisavacha nói rằng ta không sân hận gì với họ, với những việc làm của họ, nhưng các thiên thần sân hận, các thiên thần phẫn nộ, và trong 7 ngày nữa thì tất cả cái quốc độ này sẽ bị diệt vong. Và nếu như ngươi muốn thì hãy đi khỏi cái quốc độ này thì sẽ được sống an toàn, còn nếu không đi khỏi đây thì tất cả sẽ diệt vong hết. Thì cái vị quan này đã đến báo với nhà vua như vậy điều ấy, nhưng nhà vua không tin, và nói với nhân dân cũng không ai tin. Thì cái vị ấy chỉ đem những người thân của mình trốn đi. Thì 7 ngày sau vị vua này thắng trận trở về. Thì lúc đấy trên trời đổ xuống một cái trận mưa nửa, giống như một cái trận phun nham thạch vậy, cả một cái quốc độ đấy diệt vong hết. Thì đấy là cái sự diệt vong rất là khủng khiếp đối với những vị mà xúc phạm những bậc chân tu, xúc phạm những bậc chân nhân. Thì cái vị đạo sĩ Kisavacha đấy là tiền thân của ngài Tôn giả Moggallana, Tôn giả Mục Kiền Niên, ở trong quá khứ khi ngài bị người khác xúc phạm, ngài không hề sân hận, ngài không hề giận dỗi, ngài không có làm cái điều tội lỗi gì, ngài chỉ tu tập ở cái nội tâm của mình, chân chánh tu tập ở nội tâm của mình. Vì cái người tu tập sống cái đời sống nó khác với người thường, nó đi ngược lại với người thường, cho nên với những người hiểu đạo thì người ta rất là cung kính, rất là tôn trọng. Nhưng với những người vô đạo, với những người ngoại đạo, có thể người ta ghen tị, có thể người ta có ác ý, có thể người ta có cái ác cảm, mà người ta buông ra những cái lời phỉ báng, người ta có thể có những cái hành động, có những lời nói, hay có những cái ý nghĩ mắng nhiếc, hay là những cái sự xúc phạm bằng danh dự, xúc phạm bằng cái sự nguyền rủa mắng nhiếc. Thì người ta mà chửi mắng đến những cái vị mà ác nhân hay là những người tu hành giả mạo thì nó không có bị quả báo đâu. Chứ nếu như mà người ta mà phỉ báng ấy, mà phỉ báng nhằm vào những cái người tu hành chân chính, cái sự phỉ báng ấy mà hướng vào những người tu hành chân chính thì họ đã tự tạo ra cái sự diệt vong cho chính mình, tạo ra cái khổ lụy, cái tai họa cho chính mình. Thì đấy là với một cái người bình thường không ai có thể biết được, nhưng mình chỉ học theo giáo pháp của Đức Phật, căn cứ theo giáo pháp của Đức Phật thì mình mới biết được rằng Đức Phật có thuyết giảng như vậy, có thuyết dạy như vậy, có rất nhiều chứ không phải là ít, vô số bài kinh
đọc trong những cái kinh như là Ngã Quỷ Sự, mình sẽ thấy rất nhiều người chỉ vì xúc phạm những người tu hành mà đọa vào địa ngục ngã quỷ. Hay là có một cái bài kinh mà Đức Phật tế độ cho một cái vị noã thể, Chambuka. Chambuka là một cái vị sinh ra, vị này có một cái tánh bẩm sinh, đó là từ cái lúc sinh ra là chỉ thích ăn phân, cho thức ăn là không có muốn ăn, chỉ đó lẩn lẩn ra nhà sĩ ăn vụng phân ấy. Chỉ có cật trần chuồng, không bao giờ chịu mặc quần áo, và vì ấy chỉ nằm trên đất để ngủ, không bao giờ ngủ trên giường. Rồi cái cha mẹ thấy lớn lên bảo chắc là đứa con này nó có duyên với đạo nõa thể, cho đi xuất gia trong đạo nõa thể. Khi đi xuất gia trong đạo nõa thể, nhổ râu tóc rồi đến giờ đi ăn thì các vị ấy bảo đi ăn, thì vị ấy bảo không, tôi không ăn, rồi cứ lẩn lẩn ra đi ăn phân. Sau đó thì những người nõa thể về sau người ta phát hiện ra, người ta đuổi đi, bảo ngươi không được ở đây làm nhơ danh cái đạo của ta. Rồi khi mà vị ấy bỏ đi đến một cái nơi khác, vị ấy sống ở một cái địa phương, thì vị ấy cũng sống trần truồng nõa thể như vậy, vị ấy đứng một chân co một chân. Rồi ai đến cúng giảng cái gì vị ấy cũng không ăn. Rồi người ta hỏi là thế ngài không ăn sao ngài sống, bảo ta ăn gió hay ta sống. Thế là người ta hỏi là tại sao ngài không đứng hai chân, ngài đứng một chân. Thì vị ấy nói rằng cái đức của ta nó lớn lắm, giờ ta mà chạm hai chân xuống thì trái đất này sập. Rồi người khác người ta rất là kính trọng cái vị ấy, người ta nghĩ rằng vị này là một thánh nhân chưa từng có trên đời. Người ta rất là tôn trọng cung kính. Nhưng mà cứ lúc nào vắng người thì vị ấy lại trốn xuống cái hầm phân và ăn vụng cái phân đó. Rất ít ăn những cái đồ người ta cúng giả. Rồi Đức Phật quan sát cái nhân duyên, biết được cái vị này tu hành giả mạo như thế, mà cũng biết rằng cái vị này có duyên có thể độ được. Cho nên trải qua 15 năm vị ấy sống như vậy. Rồi Đức Phật đến ấy, Đức Phật ấy bảo này Chambuka, cho ta nghỉ ngơi ở đây một chút nhé. Rồi hôm đấy Đức Phật nghỉ ở gần vị ấy, đối diện với vị ấy, cách vị ấy một khoảng cách xa xa. Thì đêm hôm đấy các chư thiên, thiên thần, vua trời tứ đại thiên vương, vua trời đế thích, các vị phạm thiên đến đảnh lễ và nghe pháp nơi Đức Phật. Và cái vị du sĩ này thấy rõ điều đó. Rồi sáng hôm sau vị ấy mới hỏi là tối qua này có những vị nào có hào quang ánh sáng như vậy đến thăm ngài. Thì Đức Phật nói thế, các vị vua trời đến thăm ta như vậy đó. Thì vị ấy mới nói rằng tôi tu suốt 15 năm nay mà chưa có vị chư thiên nào đến thăm, sao lại đến thăm ngài. Thì lúc ấy Đức Phật mới bảo là thôi ngươi đừng lừa dối nữa Chambuka, ngươi chỉ là kẻ ăn phân, ngươi chỉ là kẻ trần chuồng, ngươi chỉ là cái kẻ sống ở thích nằm dưới đất, không bao giờ chịu nằm trên giường, mà ngươi có biết quả báo của ngươi không. Lúc ấy vị ấy hổ thẹn vì biết rằng Đức Phật biết cái giả dối của mình, vị ấy mới bẽn lẽn khép mình lại và mới hỏi là Đức Phật Tôn là bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì mà con bị quả báo cái kiếp này sinh ra khổ sở như thế. Thì Đức Phật mới nói do ngươi đã xúc phạm một bậc chân tu, do ngươi đã xúc phạm một người tu hành chân chính từ thời giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp Cáp Sa Pa mà ngươi bị cái quả báo cho đến ngày hôm nay. Vì lúc ấy có một cái vị chư tăng, có một cái vị tỳ kheo đi khất thực đến cái nàng ấy, vị ấy được những người thí chủ, người ta cúng dường món ăn ngon, người ta cúng dường những sàng tọa đẹp, người ta cúng dường những y áo đẹp. Rồi ngươi khởi lên cái tâm ghen tức, ngươi xúc phạm chửi mắng cái vị sa môn ấy rằng là ngươi thả ngươi ăn phân đi, ngươi ăn cái thức ăn này làm gì, thả ngươi cởi trần chuồng đi, ngươi mặc y này làm gì, thà ngươi nằm dưới đất mà ngủ đi, ngươi phải nằm ngủ trên sàng tọa đẹp thế này làm cái gì. Đấy, một cái lời xúc phạm ấy, ghen tị như vậy, thấy người ta được cung kính cúng dường rồi mình khởi lên cái tâm ghen tị. Vì cái tâm ghen tị ấy thì khiến cho vị ấy đã chết rất sớm rồi đọa xuống địa ngục cả hàng trăm triệu năm, suốt từ thời Phật Kassapa Ca Diếp cho đến bây giờ, rồi đến bây giờ mới được sinh lên làm người. Thì cái dư báo nó chưa hết, cái lời nói xúc phạm như thế nào bây giờ nó sẽ ứng nghiệm quả báo, nó sẽ hiện tiền, nó phơi bày ra cho vị đã y như thế. Vì đó phỉ báng cái vị kia là ngươi ăn phân đi, ăn thức ăn này làm gì. Thì bây giờ vị đấy từ lúc sinh ra chỉ thích ăn phân thôi, đấy là quả báo. Giống như con chó, tại sao nó cứ thích ăn phân? Thấy thì cái vị này không phải là chó nhưng mà có cái tánh rất giống chó, cái gì thối phân thối thích ăn phân khô. Rồi vì ấy nói là ngươi trần chuồng đi, mặc y làm gì. Vì cái lời nói xúc phạm ấy cho nên kiếp này sinh ra vị ấy không muốn mặc quần áo. Ngươi nằm đất đi, nằm giường làm gì. Nên là bây giờ kiếp này sinh ra chỉ nằm đất, vị ấy không nằm giường. Đấy là quả báo như vậy.
Nhưng mà vị ấy cũng là một cái người tu rất nhiều năm, rất nhiều đời, cho nên cái công đức tu ấy nó vẫn còn, chỉ vì cái tâm ghen tị cho nên đã xúc phạm đến một cái bậc thánh nhân. À, như vậy mà vị ấy không hề biết cái vị kia là thánh nhân, vị ấy cứ nghĩ vị kia là một cái người phàm bình thường, cho nên vị ấy xúc phạm rồi cái quả báo nó đến như thế. Và khi vị ấy hổ thẹn rồi thì Đức Phật mới thuyết pháp cho vị ấy, rồi vị ấy bừng tỉnh giác ngộ ra, rồi vị ấy mới từ bỏ cái nỗi sống ấy. Từ ấy vị đi thì vị ấy mới trở lại cái đời sống bình thường, rồi vị ấy mới trở lại tu tập bình thường và trở lại thành một con người bình thường, không còn là một cái con người điên điên khùng khùng như vậy nữa. Cái quả báo của cái việc xúc phạm đến một cái bậc tu hành chân chính nó khủng khiếp như vậy. Vì vậy cho nên trong những người tu hành tin nhân quả, người ta rất sợ khi mà buông ra một cái lời phỉ báng, mắng nhiếc đối với một cái người tu hành khác. Vì không thể nhìn cái hình tướng mà đánh giá được cái người ấy là cái người người ta tốt hay xấu. Mình căn cứ vào đâu để mình biết người ấy tốt hay xấu? Có thể là nghe cái tin đồn là người ta tốt, nhưng mà mắt mình không thấy, mình cũng không dám khẳng định là người ta xấu như là những cái gì mà được đồn đại ở trên đời. Có những người người ta ghen tị, người ta ghen ghét, người ta có thể bôi nhọ người đấy, nên là những cái người khác người ta có thể xúc phạm bôi nhọ người khác mà mình không biết, mình mà cũng hùa theo, tin theo rồi mình cũng xúc phạm theo, thì mình sẽ trở thành một cái người xúc phạm những cái bậc chân nhân, xúc phạm đến những bậc thánh nhân, thì hậu quả nó sẽ khủng khiếp, cho nó sẽ là một cái sự diệt vong cho chính bản thân mình. Vì vậy nên là khi mà nói ra một cái lời gì đụng chạm đến những cái người tu hành thì phải rất là thận trọng với những một cái người, kể cả người đó là người tu, người đời, người trong đạo hay người ngoài đạo cũng thế, đã xúc phạm những bậc thánh nhân, những bậc chân nhân. Vì ở đời mình không biết được vàng thau lẫn lộn, phàm thánh đồng cư, không ai có thể biết. Nhưng mà cứ xúc phạm một cách bừa bãi thì cứ ứng nghiệm xem, cứ xúc phạm xong mà mình sẽ thấy cái họa nó có đến với mình hay không, nó đã đến, nó đang đến hay là nó sẽ đến. Còn thì đấy, nên là như vậy, nên là hãy thận trọng với những cái lời nói của mình, hãy thận trọng với những cái hành động của mình. Khi mà thấy một cái vị sa môn hay một cái vị tu hành mà mình không nhìn thấy người ta làm việc xấu, mình không mắt thấy, không tai nghe, và mình không nhận xét được đúng phải trái, thì mình chớ có buông cái lời xúc phạm. Chỉ khi nào mắt mình có thấy, tai mình có nghe và cái trí của mình có thể phân biệt được cái người đó là thật sự là xấu, đáng chỉ trích, đáng để cho mình xúc phạm, đáng để cái người đấy đáng lên án, thì mình cần lên án thì mới đúng, thì không sao. Còn nếu như mình mắt mình không thấy, tai mình không nghe, trí mình không có nhận định được cái người này là cái người xấu, mà mình đã vội theo cái trào lưu, theo những cái tin đồn mà mình cũng xúc phạm theo, thì mình tự chuốc họa vào bản thân. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Vi. Xin sư chỉ dạy cho con cách lạy Thế Tôn một cách cung kính nhất ạ. Vì trước đây con không được ai hướng dẫn ạ. Lạy Thế Tôn tức là lễ Phật. Lễ Phật một cách cung kính nhất là lễ Phật với thiện tâm hợp trí tuệ. Khi mình lễ Phật, mình hướng đến ân đức của Phật. Mình hướng đến là Đức Phật là bậc ứng cúng vô tham sân si, là bậc chánh biến chi, là bậc minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giả, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Mình phải hiểu về chín ân đức ấy rồi, hoặc là mình có thực hành pháp thiền niệm ân đức Phật ấy, rồi khi lễ Phật mình lễ với cái tâm cung kính. Cái tâm cung kính ấy thì mình lễ như thế nào cũng được, cứ chắp tay cúi đầu đảnh lễ xá xuống cũng được, năm vóc sát đất cũng được, cúi đầu đảnh lễ đầu sát đất, hai chân hay tay mình sát đất. Nhưng mà cái hình thức đảnh lễ không quan trọng,
mà quan trọng bằng cái trí tuệ mình trong lúc mình đảnh lễ, mình hiểu về các ân Đức Phật ấy, thì đấy là cái lòng cung kính, thành kính từ đấy mà sinh ra. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử trên Zoom. Sư có thể giảng cho con cách hành thiền tâm từ và tâm bi không ạ? Hành thiền tâm từ là mong những cái điều tốt đẹp đến cho những người bên những chúng sinh, đến tất cả mọi người trên thế gian này. Nếu mình nhắm mắt và mình hướng tâm đến một cái người kính trọng, một người thường hoặc người ghét hoặc một đám đông ấy, rồi mình niệm là cầu mong cho người hiền thiện này được an vui hạnh phúc, thì đấy là thiền tâm từ. Còn mình hướng tâm đến cái nỗi khổ đau của một người nào đấy, của một chúng sinh đang đau khổ nào đấy, hướng đến cái nỗi khổ đau của cái chúng sinh ấy và niệm cầu mong cho người này thoát khỏi khổ đau, thì mình cái tình thương, cái sự thương xót nó khởi lên, thì đấy là tâm bi. Và cứ niệm niệm như vậy cho đến khi đạt đến nhất tâm định tinh. Thiền tâm từ là mong cho những điều tốt lành đến với người khác. Thiền tâm bi là mong cho cái nỗi khổ đau không được giải thoát khỏi cái người đang đau khổ ấy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Hạnh. Một vị thánh cư sĩ sống và thực hành theo kinh Nikaya, từ bỏ mọi thứ ở thế gian, cả bỏ râu tóc, không tài sản, khất thực xin ăn, giữ 10 giới gia di, có được coi là tự xuất gia, không có thầy tế độ và nằm trong tam bảo không ạ? Một cư sĩ mà tự cạo tóc, đắp cà sa, xin ăn, sống 10 giới giữ 10 giới gia di, thì vị ấy có thành vị tu sĩ hay không? Ý muốn vậy. Thực ra cái luật nghi trong cái giáo pháp của Đức Phật thì có tam tạng kinh, luật, luận. Trong đó thì có tạng luật. Tạng luật sẽ là một cái tạng chỉ dạy về cái đời sống của người xuất gia rất kỹ, rất chi tiết, rất tỉ mỉ. Và ở trong cái bộ đại phẩm thứ nhất, cái chương đầu tiên gọi là chương trọng yếu, thì ở trong cái chương trọng yếu ấy nói về cái người nào xuất gia và cái hình thức xuất gia như thế nào là hợp pháp. Người xuất gia như thế nào thì sẽ không hợp pháp. Cái người mà tu tập ấy, thọ giới đúng thì có đắc giới. Cái người có thực hành thiền đúng thì mới đắc thiền. Cái người mà tu đúng đạo thì mới đắc đạo. Cái người mà thọ giới không đúng không đắc giới. Người tu thiền mà không đúng không đắc thiền, người tu đạo không đúng không đắc đạo được. Để có giới thì mình sinh định, có định sinh tuệ. Vậy nên là cái việc thọ giới nó không thể, trên thế gian này chỉ có mỗi Đức Phật Chánh Đẳng Giác và Đức Phật Độc Giác mới tự mình tu tập không thầy chỉ dẫn. Còn tất cả mọi người, các bậc thanh văn về sau này tu tập đều phải có thầy chỉ dạy hết. Vậy nên là khi Đức Phật còn đời thì Đức Phật có thể tiếp độ được người xuất gia. Lúc ấy nếu mà cái người nào mà có đầy đủ căn cơ, Đức Phật chỉ nói ê bích phú, hãy đến này tỳ kheo, vì ấy có thể râu tóc tự rục và có đầy đủ phẩm mạo người xuất gia. Hoặc là Đức Phật sẽ khuyên vị ấy đi kiếm y bát, rồi Đức Phật cho thọ giới theo tuần tự, theo pháp. Rồi sau này khi mà có các bậc A-la-hán thánh tăng đi du hành giáo hóa các nơi, mà có các thiện gia nam tử, người ta vì lòng tin, người ta theo các vị ấy đi xuất gia. Thậm chí các vị A-la-hán lúc đầu còn không dám cho các vị ấy xuất gia, vẫn dẫn về gặp Đức Phật để cho các vị ấy xuất gia với Đức Phật. Về sau vì cái con đường đi nó xa xôi, nhiều người người ta theo lâu quá, người ta thối thất, cho nên Đức Phật mới cho các vị A-la-hán ấy, các vị chư tăng ấy là các ông có thể tự độ đệ tử được. Rồi các vị ấy từ đấy mà đi với độ đệ tử thì ai đi xuất gia cũng sẽ phải nương vào một cái vị thầy đó để học. Rồi sau này khi mà tăng chúng đông lên thì có những cái vị là phàm nhân vừa mới đi xuất gia cũng đã muốn độ đệ tử. Và có một lần thì có một vị, hai vị tỳ kheo đến đảnh lễ Đức Phật, thầy trò con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì các vị Đức Phật mới hỏi ai là thầy, ai là trò. Thì vị ấy chỉ ra đây là đệ tử con. Thì Đức Phật hỏi thế ông được tu được mấy năm? Thì vị ấy nói con tu được 2 năm. Còn đệ tử ông tu được mấy năm? Thì vị ấy nói đệ tử con tu được 1 năm. Và thế ông mới tu được 1 năm thì ông lấy gì để dạy cho đệ tử? Khi ông độ đệ tử ông lấy gì để dạy?
Rồi từ đấy Đức Phật mới quy định là từ nay đi ai phải tu được 10 năm, trải qua 10 hạn nạn, vì ấy mới được độ đệ tử, mới được xuất gia thọ giới cho đệ tử. Và từ đấy thì vị nào đi xuất gia thì phải xuất gia với một cái vị thầy đã có cái trình độ là tu được 10 năm trở lên. Nhưng sau đó thì có những vị đục 10 năm nhưng ngu si, không có pháp học, không có pháp hành, thì Đức Phật cũng không cho vị đấy làm thầy. Vậy thì cái vị ấy cần phải có kiến thức về kinh luật luận và có kiến thức pháp hành giới định tuệ thì mới được độ đệ tử. Đấy là ngay từ thời Đức Phật còn tại thế mà Đức Phật đã quy định khắt khe đối với một cái người xuất gia được đủ tiêu chuẩn để trở thành người xuất gia là như vậy. Thì cái người đi xuất gia đầu tiên sẽ là thọ giới sa di. Thế là dưới 20 tuổi là bắt buộc phải thọ giới sa di. Thì cần phải theo cái vị thầy tế độ đấy suốt cái thời gian làm sa di ấy, không được xa thầy. Thì khi mà vị ấy làm sa di, vị ấy nương vào cái vị thầy phải dạy cho cái vị đệ tử của mình từ cách đi, cách đứng, cách nằm, cách ngồi, cách ăn, cách nói, cách mặc y áo, rồi học kinh luật luận, thực hành giới định tuệ, thầy trò như cha con như thế, và truyền trao những cái kiến thức pháp học pháp hành để đào tạo cái vị ấy trở thành một cái vị một vị tỳ kheo sau này. Rồi trong cái thời gian làm sa di thì vị sa di ấy nếu như không hoan hỉ hoặc là thấy vị thầy không có chân chánh, vị ấy có thể bỏ vị thầy này, nhưng vị ấy lại phải nương vào vị thầy khác. Vị ấy bỏ vị thầy này đi đến tu tập với vị thầy khác thì được. Và khi mà vị thầy thấy vị đệ tử đủ tuổi và đủ kiến trình độ rồi thì cho vị ấy thọ tỳ kheo. Và khi mà thọ tỳ kheo thì là phải có tam sư thất chứng, tức là phải có ba vị thầy ở trong một cái giới đàn. Vì ấy cần phải có thầy hòa thượng, thầy giáo thọ, thầy A Xà Lê, thầy tôn chứng, có ít nhất là hai vị tôn chứng hoặc là bảy vị hoặc rất nhiều vị tỳ kheo khác làm những cái vị chứng minh. Và cái vị ấy cần phải được thọ giới ấy ở trong một cái giới đàn, ở trong một cái nơi mà có chánh điện, mà có kết giới Sima riêng biệt thì mới thành tị. Rồi các chư tăng phải hội họp với nhau, phải tác pháp yết ma, phải tụng đọc tuyên ngôn, và tất cả chư tăng phải thống nhất và phải vấn nạn hỏi những vị ấy những điều cần thiết để xem những vị ấy, cái vị ấy có đủ cái điều kiện, đủ tiêu chuẩn để vị ấy trở thành một vị tỳ kheo hay không thì mới được cho thọ giới. Vị ấy phải là một cái người có đồng tính hay không, cái người đồng tính không được thọ giới, người mù, người điếc, người ngọng, người câm, người điên, hay là cái vị ấy là một cái người đang mắc nợ, hay là vị ấy là cái người mà cha mẹ không cho phép, hay vị ấy là một cái người mà đang vi phạm pháp luật, hay vị ấy là một cái người đã phạm những cái tội lớn, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, hay là vị ấy là một cái người ăn trộm tăng tướng, hay là vị ấy là một cái người đã nhiễm ô tỳ kheo ni. Tức là nếu như vị ấy phạm vào những cái điều mà trong luật quy định ấy thì không được cho vị ấy xuất gia tỳ kheo. Và vị ấy phải là một cái người có đầy đủ những cái tiêu chuẩn có thể xuất gia tỳ kheo được, thì cái vị thầy tế độ ấy mới ra tác bạch, cả một cái hội chúng chư tăng ấy mới làm một cái nghi lễ tác pháp tụng đọc tuyên ngôn, thì vị ấy mới trở thành một cái vị tỳ kheo hợp pháp. Nó khó như vậy chứ không phải là ai muốn thọ tỳ kheo thì thọ. Thì cái giới luật này đã được duy trì 2600 năm nay rồi, chưa có hề thay đổi, không có một cái đạo Phật truyền đi đến khắp các quốc gia trên thế giới. Thì tăng bảo xưa nay tiếp độ người vào xuất gia đều phải căn cứ theo tạng luật, đều phải căn cứ theo giới luật, căn cứ theo cái pháp của một cái người phải có thầy tế độ như vậy, phải có đăng đàn thọ giới như vậy, phải có được truyền thọ giới bổn từ vị giới sư như vậy, từ vị thầy tế độ như vậy, từ vị hòa thượng như vậy, từ một cái hội chúng tỳ kheo như vậy, thì cái vị ấy mới trở thành một cái vị tăng, mới trở thành một cái người hợp pháp ở trong tăng bảo. Lúc đấy vị ấy mới trở thành một cái người xuất gia trong tăng chúng, là căn cứ theo giới luật. Giờ mình muốn hiểu rõ ràng chi tiết tỉ mỉ thì mình cứ đọc cái giới buồn. Giới có bộ đại phẩm, chương đầu tiên, chương trọng yếu nói chi tiết về cái luật nghi của người xuất gia. Như vậy, người xuất gia sau khi đức xuất gia trở thành tỳ kheo rồi, vì ấy vẫn phải nương với cái thầy tế độ đấy 5 năm.
năm hạ đầu vẫn phải nương với thầy giới độ, và trong suốt 5 năm đầu ấy vị ấy phải học thông thạo giới luật để vị ấy biết được cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Bởi vì sau khi một người đi xuất gia rồi thì mỗi tháng 2 lần vào những ngày Bồ Tát, ngày rằm và cái ngày 30 là phải tập trung lại một chỗ để tục đọc giới bổn ma thi mốc khá với nhau. Chứ vị ấy không thể nào tu tập mà lại không tục đọc giới bổn. Đó. Và một năm có 3 tháng mùa mưa vị ấy cần phải an cư kiết hạ. Sau khi an cư vị ấy cần phải làm lễ tự tứ, phải thông thạo những cái luật nghi ấy, thông thạo những nghi lễ ấy. Rồi vị ấy cần phải sám hối hàng ngày, phải học những cái pháp tác pháp sám hối nếu như mình có lỗi lầm gì thì phải sám hối, và cần phải biết những cái luật nghi của cái đời sống người xuất gia. Như vậy cần phải biết những kinh điển, cần phải biết những giới luật, cần phải biết về pháp hành, giới định tuệ. Tự mình học ở trong kinh điển hay là tự mình làm theo ý thích của mình như vậy thì nó rất là khó, không phải? Vì trong giáo pháp của Đức Phật chưa hề nói, chưa hề dạy là một người có thể tự mình xuất gia, tự mình tu tập cho mình. Chưa có một kinh điển nào Đức Phật công nhận điều đó, Đức Phật chấp nhận hay Đức Phật cho phép điều đó. Thì đến bây giờ cũng vậy, tất cả các vị sư bây giờ cũng vậy, chỉ biết là y vào kinh luật luận để mà tiếp độ người xuất gia thôi. Chứ bây giờ chẳng ai dám công nhận rằng như vậy là đúng. Mà cái này thì vậy thì bây giờ những người mà chân chánh tu tập thì vẫn phải giữ gìn lại cái truyền thống giới luật. Đức Phật dạy là giới luật còn thì Phật pháp còn, giới luật mất thì Phật pháp mất. Vậy mình phải hành trì, phải sống đúng theo giới luật. Đấy là sự tôn trọng giới luật, bảo trì giới luật, bảo vệ giới luật thì mới bảo vệ được Phật pháp, làm cho Phật pháp trường tồn. Còn nếu bây giờ mình mà làm theo ý thích của mình, nhưng không có ý cứ theo giới luật, mà mình làm một cái điều gì đó nó sai trái, mình muốn cải cách, mình muốn mở ra một cái con đường mới đi theo ý thích của mình mà không còn theo giáo pháp của Phật, thì Phật pháp sẽ bị suy tàn, Phật pháp sẽ bị diệt vong, Phật pháp sẽ làm cho Phật pháp biến mất, biến dạng, làm cho hủy hoại, hủy diệt Phật pháp. Nên đấy là cái điều nên đấy cần thận trọng. Đấy, chỉ thế thôi, mình chỉ căn cứ vào giới luật, mình không có dám đem ra cái nhận định của mình. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên YouTube. Trong các đề mục thiền ca si lá, sao không có màu xanh hoặc màu tím mà phải nhất định là 4 màu đen, vàng, đỏ, trắng vậy ạ? Cái màu đen nó đã bao gồm cái màu màu xanh ở đấy rồi. Màu đen bao gồm cái màu nâu ở trong đấy rồi. Còn cái màu tím thì nó đã... nếu mà màu tím nó cũng bao gồm ở trong cái màu đen đấy, hoặc là nó ở trong màu đỏ. Màu đỏ thì nó bao gồm cả cái màu đỏ mà đỏ thẫm, đỏ nhạt, đỏ tím nó ở trong đấy. Còn cái màu hồng thì nó bao gồm ở trong màu vàng. Vì bốn cái màu đấy là bốn màu chủ đạo, bốn màu đại diện, bốn màu chính. Rồi những cái màu ấy khi nó được pha chế với những cái màu khác thì nó mới thành ra màu này, màu kia. Cho nên là có chỗ sách thì nói rằng ca si lá đen, có chỗ thì nói là ca si lá xanh, có chỗ thì nói là ca si lá nâu, thì cũng đều là một, ba những màu đấy đều là một với nhau mà thôi. Nên là chỉ bốn màu là đã đủ đại diện cho tất cả các màu. Nên là chỉ cần nói đến bốn màu là đã đủ rồi, cũng như là đất nước nửa gió là đã đại diện cho tất cả những cái thực nó thuộc về vật chất. Con xin đọc câu hỏi của hành giả HT. Con nghe sư giảng rằng để tu tập giới định tuệ cần có chú sớ, chú xứ thích hợp và thân cận với thiện tri thức là các bậc giác ngộ. Vậy làm thế nào để nhận diện được những vị đã giác ngộ để có thể thân cận và tu tập cùng ạ? Vị đã giác ngộ là những vị người ta sống theo pháp, sống với pháp. Sống theo pháp, sống những vị ấy có giới, có định, có tuệ. Và những cái vị ấy
có giảng dạy giới định tuệ ấy thì nó y theo đúng kinh Luật Luận, không nói sai với pháp của Phật. Thì cái vị ấy nên là cái vị có về những cái pháp hành, về những cái pháp hành giới định tuệ ấy, thì một cái người có trí thì sẽ nhận ra được, mình có hiểu sâu sắc về pháp thì mới biết được. Còn nếu mình không hiểu về pháp thì không nhận ra được là do mình không đủ trí để nhận ra. Còn nếu người có trí thì mới nhận ra được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Định trên Zoom. Khi tu tập các pháp tùy niệm đạt được nghĩa tín thọ và pháp tín thọ, con không hiểu rõ về nghĩa tín thọ và pháp tín thọ ạ. Pháp tín thọ, nghĩa tín thọ, nên là khi mà một cái pháp gì đó cũng phải có nhân và có duyên. Ví dụ như là pháp tín thọ là một cái pháp ấy, còn cái nghĩa tín thọ tức là muốn nói về những cái duyên hay là những cái quả. Nên là một cái người hiểu về nhân và hiểu về các cái pháp duyên khởi của cái nhân đấy thì được gọi là nghĩa. Ví dụ như là bây giờ pháp là cái pháp niệm ân Đức Phật, ví dụ như là A-ra-hăng, A-ra-hăng, niệm ân Đức Phật là như vậy, thì đấy là pháp, một cái pháp đấy cần thọ trì. Và cái ý nghĩa của cái A-ra-hăng đấy là có rất nhiều nghĩa mà mình cần phải hiểu. Nên là vì Đức Thế Tôn đã dứt tham nhân si và các tiền khiên tật nên Ngài xứng đáng được cúng dường, vì Ngài đã đoạn trừ hết câu uế bằng cái thánh đạo A-la-hán nên Ngài xứng đáng được cúng dường, vì giới định tuệ của Ngài không ai sánh bằng nên Ngài xứng đáng được cúng dường. Đấy là nghĩa, có rất nhiều nghĩa, mỗi một pháp có rất nhiều nghĩa, tức là có nhân duyên của cái pháp ấy. Giáo pháp của Đức Phật là có nghĩa, có văn như vậy. Một cái người thọ trì pháp thì cần phải hiểu pháp và hiểu cái nghĩa, thọ trì pháp và thọ trì cả cái ý nghĩa ấy. Thọ trì giới không sát sinh thì mình cần phải hiểu không sát sinh là như thế nào. Chúng sinh có mạng sống, biết chúng sinh có mạng sống, mình có khởi ý giết, mình cố ý giết và chúng sinh ấy đã chết do sự cố ý của mình, thì mình cần phải hiểu như vậy thì mình là một cái người có thọ trì một pháp và có ý nghĩa của cái pháp ấy. Thì các cái pháp khác cũng như thế, mình thọ trì một pháp là về thiền chỉ, thiền định, thiền hơi thở thôi, thì đấy là một pháp, nhưng mình phải hiểu nghĩa của cái pháp ấy là như thế nào. Thì ấy phải chú tâm trên hơi thở ra làm sao, ni dục, ni bất thiện pháp làm sao, chứng là an chú thiền thứ nhất nó như thế nào, nên đến thiền thứ hai, thứ ba ra làm sao. Thì mình cần phải hiểu sâu xa, rộng rãi về một pháp ấy. Một pháp nào cũng có thể hiểu một cách vắn tắt hoặc là mình hiểu một cách rộng rãi, chi tiết về cái pháp ấy nữa. Thì đó là pháp tín thọ và nghĩa tín thọ. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đăng Khoa. Sự vui vẻ của mình đến từ đâu ạ? Vui vẻ đến từ các căn, các cảnh, các thức ấy. Khi mà các căn mình nó tiếp xúc với cảnh trần đấy, rồi nó sinh ra những cái tình cảm vui buồn, yêu ghét. Con mắt nó thấy sắc đẹp thì nó thích thì nó sinh ra vui. Tai nghe một cái âm thanh hay thì mình thích thì mình vui. Đấy, các căn nó tiếp xúc các trần ấy, nó sinh ra các cái thức cơ. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đức Mạnh trên Zoom. Con ở phòng trọ nhỏ hẹp và muốn thờ Phật, nhưng vì còn sinh hoạt và làm việc trong phòng nên lo ngại về sự bất kính. Vậy con có thể thỉnh tượng Đức Phật về thờ, và khi sinh hoạt làm việc con có thể che tượng Phật lại được không ạ? Được, nếu cảm thấy cái phòng ấy nó không được trang nghiêm thì che đi. Lúc nào mình cần lễ Phật thì mình lại lấy ra. Điều đó là được, không sao hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đắc Huệ. Có vị sư chưa tròn 100 tuổi, nhưng người ta vẫn thắp nhang và khấn vái hình ảnh của Ngài. Con nghĩ đó có thể là mê muội và tà kiến. Nếu con chỉ đến để chiêm ngưỡng chứ không lễ lạy thì có phải là ngang mạn không ạ? Khi mà Đức Phật còn ở tại thế, lúc ấy có rất nhiều các hàng cư sĩ tại gia đến đảnh lễ Đức Phật, nhưng vì Đức Phật đi du hành giáo hóa thuyết pháp ở những nơi khác, cho nên người ta dâng hương hoa đầy ở xung quanh hương phòng tịnh thất của Đức Phật. Rồi sau đó tôn giả Ananda mới gặp Đức Phật và nói rằng bạch Đức Thế Tôn, các hàng cư sĩ đến để đảnh lễ nhưng không gặp Thế Tôn, cho nên người họ dâng hương hoa đầy trước hương phòng của Thế Tôn. Vậy các hàng Phật tử có thể lập nên một cái tượng Phật
để hàng ngày đảnh lễ ngài được không? Thì Đức Phật trả lời rằng là cái điều ấy chỉ hợp pháp khi Như Lai nhập Niết Bàn. Còn khi mà Như Lai còn tại thế thì hãy đến đảnh lễ cây Bồ Đề. Đấy là tượng trưng cho thân Phật rồi. Vì vậy nên là tôn giả Ananda mới nhờ tôn giả Mục Kiền Liên đi đến cái cội Bồ Đề đạo tràng, lấy một cái hạt Bồ Đề rồi về ngài gieo và ngài trồng một cái cây Bồ Đề ngay ở tại Tịnh Xá Kỳ Viên. Cái Bồ Đề của tôn giả Ananda giờ vẫn còn, ai mà đã đi đến đất Phật chiêm bái Tịnh Xá thì bây giờ vẫn còn cái cội Bồ Đề tôn giả Ananda ấy. Cái người hướng dẫn người ta vẫn giới thiệu rõ ràng và trong kinh điển ghi chép đó là tôn giả Ananda đã trồng cây Bồ Đề đấy. Và từ đấy đi thì các hàng cư sĩ đến Tịnh Xá mà không có Đức Phật thì họ ra, họ đảnh lễ, họ dâng hương hoa ở cội Bồ Đề. Đấy là tượng trưng cho Đức Phật. Và như vậy thì ngay cả bản thân Đức Phật, khi mà Ngài còn ở đời, Ngài cũng không cho người khác đắc tượng để đảnh lễ, huống chi nào một vị khác. Chứ còn từ xưa này, kể cả những bậc thánh nhân, những bậc A-la-hán tu đắc đạo rồi, còn chẳng ai dám, chẳng ai người ta đắp tượng khi các ngài còn sống cả. Chỉ khi các ngài viên tịch, các ngài đã nhập Niết Bàn rồi thì người ta mới đắp tượng đảnh lễ tôn thờ thôi. Và cái tự đảnh lễ tôn thờ ấy, nó không phải đúng đối tượng. Như là cũng đã có những người đã từng hỏi Đức Phật là những ai đáng để cho mình đảnh lễ và tôn thờ khi cái vị đó qua đời rồi, thì ai đáng được tôn thờ. Thì Đức Phật nói là trên đời có bốn hạng người đáng để mình xây bảo tháp hay là mình đắp tượng kim thân, tượng tôn tượng bảo tháp để tôn thờ những vị ấy. Một là Phật Chánh Đẳng Giác, hai là Phật Đức Phật Toàn Giác, ba là một vị A-la-hán, bốn là vua Chuyển Luân Thánh Vương. Bốn cái vị ấy thì mới đáng để mình đắp tượng hay xây bảo tháp tôn thờ. Nhưng cũng chỉ là khi mà vị đó nhập Niết Bàn, khi mà vị đó qua đời thì mới đắp tượng hay là đập bảo tháp để tôn thờ. Chứ còn người còn sống mà đập tượng tôn thờ thì sao lại có cái chuyện như vậy, xảy ra ở đâu không biết tại sao nữa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên YouTube. Con có người bạn trước đây hay giúp đỡ con và hiện nay đang tu tập để chứng thánh quả. Con rất vui vì bạn đã quyết định tu hành. Tuy nhiên, con mơ thấy bạn nhớ con và giữ hình ảnh con trong lòng. Điều này có vẻ phạm giới luật. Gần đây bạn cũng gửi tin nhắn nói nhớ con đúng như trong giấc mơ. Sư có thể chỉ dẫn cho con cách nói với bạn để bạn tập trung vào tu tập, không phạm giới luật và không gửi tin nhắn cho con nữa ạ. Bạn đấy nếu mà là người bạn khác phái ấy, có cái luyến ái với nhau ấy, thì cái điều đó là một chướng ngại, thì điều đó là phạm giới luật. Nếu như mà cái người bạn đấy là cái người bạn người xuất gia rồi, là người nam hay còn nhớ người nữ, hay người nữ đi xuất gia này còn nhớ bạn trai, thì phạm giới nghiêm trọng, không chấp nhận được. Và cái đấy phải cắt tuyệt đối, không được cho liên hệ với nhau nữa, thì mới cái đời sống phạm hạnh ấy mới thanh tịnh. Nếu không là nó cứ ô nhiễm mà bị tội nhé. Mắc tội thì mình phải chủ động tránh đi, đừng có tiếp xúc nữa. Hãy các vị đã đi tu rồi thì hãy sống đúng với cái đạo hạnh của mình, cắt ái ni thân, đừng có ái luyến nhau. Thì tránh đi một thời gian này nó hết đi thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đắc Huệ. Con đang nghe bộ Quý Sơn Cảnh Sách của Ngài Tuệ Hải 2-3 lần và đã học xong bộ Kinh Pháp Hoa trên YouTube. Vì thiếu căn bản Phật học, con chỉ hiểu 60% nội dung kinh, nhưng đó là một sự tiến bộ lớn so với trước đây, khi con chỉ đọc và tụng mà không hiểu. Vậy con nên học bộ kinh nào tiếp theo ạ? Giờ học kinh trung bộ, kinh trường bộ, kinh tăng chi bộ, kinh tương ương bộ, kinh tiểu bộ. Đấy, những năm bộ kinh đấy học đến trọn đời thì không cần phải học kinh nào khác nữa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Meta trên YouTube. Việc thắp hương cho ông bà, tiên tổ có trong giáo pháp của Đức Phật không ạ? Và việc thắp hương có công đức gì không ạ? Thắp hương thì như thời Đức Phật thì chắc là mỗi một cái nơi thì có những cái văn hóa khác nhau. Có nơi thì thắp hương, có nơi thì đốt một cái hương thơm nào đấy, hay là trầm hương. Như thời xưa thì là trầm hương, đốt hương trầm để dâng lên, tôn trọng cung kính.
Thì cái điều này là cái văn hóa thông thường ở đời. Người ta tôn trọng ai, người ta kính lễ ai, người ta sẽ thắp những cái hương thơm lên để cúng dường đến vị ấy, có thể là dâng hoa hoặc là có thể là dâng một cái hương liệu có mùi thơm, cái gỗ hương trầm nghiền ra thành những cái bột hương thơm, người ta rắc ở cái nơi ấy cũng là dâng hương. Hoặc là có những nơi người ta có cái lá thơm người ta đốt lên là dâng hương. Ở những cái nơi thì làm thành những cái nén hương như ở văn hóa Việt Nam mình. Đấy, thì là xe thành những cái nén hương rồi đốt lên, khói trầm hương xong nghi ngút lên. Thì mình cứ tôn trọng ai, ông bà cha mẹ cũng là những người đáng tôn trọng, mình có thể thắp hương cúng lễ được, điều đó hợp pháp. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Vân. Khi người thân mất, người nhà thường tin rằng tụng kinh Địa Tạng trong 49 ngày có thể hồi hướng công đức cho người mất. Sau khi học về thiền, người ta nhận ra kinh Địa Tạng không phải do Phật thuyết và có vẻ mê tín. Vậy, việc chỉ tụng kinh Địa Tạng trước đây có mang lại công đức gì cho người mất không ạ? Kinh nào nên thay thế để có thể hiệu quả hơn trong việc chỉ tụng cho người mất ạ? Tụng kinh cho người mất, sao mình không... Đức Phật có đâu có dạy là tụng kinh có tốt, tụng kinh cho người mất, tụng kinh để hồi hướng cái công đức của mình ấy. Mình mà tạo ra công đức ấy, khi mình tụng kinh là cái tâm mình là tâm thành kính, tâm mình là thiện tâm hợp trí tuệ, thì nó tạo ra cái phước, cái công đức đó, rồi mình hồi hướng cái công đức tụng kinh cho mình, của mình ấy cho người mất. Đấy, cũng thì cái đấy, mình lễ Phật, rồi mình tụng kinh tạo ra phước, hay là mình tu tâm, mình ngồi thiền, làm cái việc phước lành gì đó, thì đấy nó tạo ra công đức, rồi mình hồi hướng công đức đấy cho người mất nhé. Chứ không phải là mình tụng kinh cho người mất nghe đâu. Nếu mà cái người nghe đấy phải là chư thiên thì người ta mới nghe, người ta mới hoan hỉ. Nếu như cái người đấy là chư thiên thì người ta cũng có thể nghe được những cái lời kinh đấy, thì cái điều đó là tốt. Nhưng thì bây giờ cái tốt nhất là mình tụng kinh bảo hộ, tụng kinh phước lành, kinh châu báu, kinh tử tâm, kinh Asananchi, kinh Khanda, kinh Ban Mai, kinh Thất Giác Chi, đợi tụng những cái kinh đấy rồi hồi hướng cái công đức cho người mất thì được. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử trên YouTube. Nếu đi đám tang thì có được lễ lạy trước quan tài người mất không ạ? Lễ trước quan tài người mất, thực ra cái người mất rồi lúc ấy nó chỉ là cái xác chết, nó chỉ là tứ đại thôi. Tùy theo cái văn hóa của từng nơi, nếu một cái văn hóa mọi người người ta như vậy thì mình hãy làm như vậy. Còn có những cái văn hóa nó không cần thiết như vậy thì thôi. Thì vì cái lúc đấy cái người mất người ta không còn ở trong cái xác chết, người ta không còn ở trong quan tài nữa. Còn cái việc mình thắp hương, mình tưởng niệm, tri ân cái người mất đấy qua đời với một cái chắp tay thành kính thì không sao, không? Thì đó là chuyện bình thường. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Anthony. Có nhiều vị sư tu thiền làm thơ về thiên nhiên, tâm trạng và đạo Phật rồi tặng các Phật tử. Vậy sư có nên làm thơ không ạ? Con nghe một sư kể trên YouTube rằng sau khi giảng pháp ở nước ngoài, Phật tử đưa sư đến một bãi biển nơi nhiều người tắm biển không mặc quần áo. Phật tử ở đây có phải không hiểu biết đạo Phật hay không tôn kính nhà sư? Nhà sư có nên quở trách Phật tử hay nên giữ tâm không bị động và xem cảnh đó như những cảnh vật khác không ạ? Làm thơ thì không nên. Làm thơ để mang cái tính thơ mộng. Còn làm những bài kệ ấy, những cái bài kệ mình tán thán Đức Phật, hay mình khuyến khích, khích lệ bản thân mình tu tập, hay là khích lệ về người khác tu tập, thì đấy là kệ nhé. Kệ chứ không phải là thơ. Làm những bài kệ như là bây giờ các chùa vẫn tụng cái bài Đại Thi Nĩ Kệ của tôn giả Buddha Gosa. Ngài Phật âm, ngài làm rất nhiều kệ. Hay là Đức Phật nói những cái bài kệ trong mỗi bài kinh, xong đôi khi ngài nói bài kệ như kinh Pháp Cú ấy, là những bài kệ nhỏ nhỏ như vậy. Thì đấy là những cái bài nói về giáo pháp, con đường tu thì được. Còn thơ mà nói về những cái thơ thần, thơ mộng, thơ cảnh hay thơ tình, thiên nhiên, nó mang cái tính lưu luyến tình cảm thì không tốt. Nó sẽ tạo cho cái vị đấy bị tán tâm loạn ý. Thì làm về kệ đạo thì được.
Còn một cái vị mà đi đến bãi biển mà có rất là nhiều những cái người ăn mặc không đứng đắn thì không nên đi đến đó. Nếu như mà một cái, nếu mà một Phật tử cũng không nên thỉnh một cái vị tỳ kheo đi đến cái nơi ấy. Nơi đấy thực ra nó không hợp pháp. Nếu như cái bãi biển này nó vắng, hoàn toàn không có người đến dạo chơi thư giãn thì không sao. Chứ nếu mà cái bãi biển này nó có nhiều người, người ta ăn mặc lóa đồ như vậy mà cái vị sư ấy đến, người khác người ta mất cái lòng tôn trọng với cái vị đó. Kể cả vị đấy là một vị A-la-hán tâm bất động, nhưng những người khác người ta vẫn nghi ngờ, người ta vẫn nghĩ rằng ồ, vị này chắc vẫn còn thích ngắm những cái cảnh này nên vị ấy mới đến đây, tâm vị ấy vẫn còn ô nhiễm, khiến cho cái người khác người ta mất niềm tin. Như vậy cho nên không tránh những cái nơi như vậy, không nên đến những nơi như vậy, chỉ trừ khi cái bãi biển đấy là vắng tanh không có người đi dạo chơi thì được. Còn đã có những cái người như vậy thì nên tránh. Cả người Phật tử hiểu thì cũng nên tránh, cái vị sa môn ấy cũng nên tránh. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thanh Nhàn trên YouTube. Xin sư giảng giải giúp con nghĩa của câu này ạ. Gieo khổ đau cho người, mong cầu lạc cho mình, bị hận thù bực ràng, không sao thoát hận thù. Gieo khổ đau cho người thì cái này là do nhân quả thôi. Cái đấy là khi mình làm việc ác thì mình sẽ chịu cái quả báo đó. Bị hận thù, bị làm ác thì sẽ bị ác lại. Mình đánh người ta, người ta đánh lại. Chửi người ta chửi lại. Ác ý người ta bị ác lại. Hoặc là người, nếu như mình có đánh người ta không đánh lại thì sau này mình bị cái quả báo nó cũng mất trăm ngàn vạn lần. Thì đấy đương nhiên nó là cái quy luật nhân quả. Ai học nhân quả, ai tin nhân quả, ai hiểu nhân quả, ai hiểu Phật Pháp thì cũng đều tự hiểu cái đạo lý ấy. Đạo lý ấy là cái đạo lý rất thông thường. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Victoria. Những nghề như viết văn, đạo diễn, diễn viên yêu cầu sử dụng trí tưởng tượng để xây dựng câu chuyện và nhân vật. Liệu việc sử dụng trí tưởng tượng nhiều năm có ảnh hưởng đến quá trình sinh tử luân hồi không ạ? Nghề diễn viên thể hiện hành động, tâm trạng của nhân vật khác với con người thật của họ. Có nên để con cái theo nghề diễn viên không ạ? Diễn viên thì nó còn tùy theo cái vai diễn đấy. Nhưng mà tùy theo cái kịch bản mà cái vị đó diễn. Có những kịch bản tốt. Ví dụ diễn viên mà cứ diễn về cuộc đời Đức Phật, rồi vị ấy phải đọc rất nhiều pháp Phật, rồi vị ấy phải diễn những cái cảnh trí thiện, khuyên khích những người ta làm thiện bỏ ác, thì có phước, có công đức. Còn nếu mà diễn mà cứ diễn những cái cảnh khiến cho người ta tăng trưởng hận thù, tăng trưởng cái tham dục, tăng trưởng tà kiến, tăng trưởng si mê thì có tội. Nên là trong kinh gì đấy, Đức Phật đã có một cái vị diễn viên đến hỏi Đức Phật ấy, làm nghề diễn viên thì các vị thầy thường hay nói là sau này sinh làm chư thiên hay cười thì hay làm cái giải trí cho đời, có đúng không? Thì Đức Phật nói đừng hỏi ta chuyện đó, đừng hỏi ta. Rồi vị ấy lại hỏi đến lần thứ hai là đến Thế Tôn hãy nói cho con biết là con làm những nghề như vậy, ca kịch như vậy, làm là vui cho đời, làm tiếng cười cho đời như vậy, sau này con chết con sẽ sinh về đâu? Thế Đức Phật cũng vẫn nói là đừng hỏi ta chuyện đó. Rồi thì vị ấy lại hỏi đến lần thứ ba thì Đức Phật nói ta đã không muốn nói mà ngươi cứ cố tình hỏi thì ta phải nói rằng là khi chết sinh vào một cái cõi địa ngục hí tiếu này đó. Vì khi ở làm cái nghề đấy mà cứ làm cho người ta tăng trưởng cái ái tình, làm cho người ta tăng trưởng ái dục thì sẽ có tội như vậy. Cái nghề đấy thì phải tùy theo cái cảnh mà mình đóng đó. Nên nó là cảnh thiện hay bất thiện. Nếu là cảnh bất thiện thì mình sẽ tạo nghiệp xấu. Nếu còn nếu như mình đóng những cảnh thiện, làm cho người ta tăng trưởng thiện tâm, làm cho người ta bỏ đi những cái ác, người ta phát sinh ra những cái thiện thì chắc là được phước. Thì cái đấy nó còn tùy theo cả môi trường mình làm đấy nó tốt hay xấu. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoa trên YouTube. Trong đạo Phật có nội dung giáo lý nào tương đương với khái niệm tiềm thức của các trường phái thời nay không ạ? Tiềm thức. Tiềm thức ạ. Tiềm thức là cái thức gì? Thức nó tiềm ẩn. Thức tiềm ẩn. Tiềm thức ý muốn nói là cái trong tiềm thức mình nó có nhiều cái ký ức nó lưu lại ở trong tiềm thức. Thì
tất cả những cái sự kiện gì nó đã diễn ra, mình có thể nhớ lại được hết. Nếu như một người phát triển được cái tâm định tĩnh, chứng được các tầng thiền, làm chủ được nội tâm, hay là tâm mình định tĩnh, thuần tịnh, vị ấy có thể nhớ lại được các đời sống quá khứ, những cái việc gì mình đã làm, mình đã sinh ở đâu, mình đã gặp cảnh giới gì, một kiếp, hai kiếp, mười kiếp, hai mươi kiếp, hàng trăm ngàn đại kiếp. Như Đức Phật nhớ được nhiều A Tăng kỳ kiếp về quá khứ. Thì có thể là cái câu nói đấy ở trong dân gian thì gọi là tiềm thức. Nhưng trong thuật ngữ nhà Phật thì không có cái từ tiềm thức. Chỉ nói rằng đấy là cái ký ức mà một người có thể nhớ lại được. Nhưng bình thường thì mình chỉ nhớ lại được trong kiếp này. Nhớ lại lúc mình 3-4 tuổi trở đến bây giờ. Còn nếu người mà có định sâu, người ta nhớ lại được cả kiếp trước. Rất nhiều kiếp về trước. Thì đấy là những cái ký ức vẫn có thể nhớ lại được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Vi. Trong Tạng Luật, phần tiểu phẩm 2, chương Tỳ Khưu Ly có đoạn: vào lúc bấy giờ, các Tỳ Khưu Ly ngồi kiết già, các vị ưa thích sự xúc chạm của gót chân, các vị đã trình việc sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Lạy các Tỳ Khưu Ly không lên ngồi kiết già, vị ly nào ngồi kiết già thì phạm tội Dukkata. Điều này cho thấy phụ nữ không nên ngồi tư thế kiết già. Con không thấy sư đề cập đến việc này, nên con muốn hỏi điều đó có đúng không ạ? Điều đó có đúng. Ở trong tiểu phẩm cuốn 2 thì cũng có nói đến cái giới này với người nữ. Và trong cái luật của Tỳ Kheo Ni, trong giới Tỳ Kheo Ni cũng có giới này. Thế này, đối với Tỳ Kheo Ni không được ngồi kiết già. Vì có vị Tỳ Kheo Ni ngồi kiết già phát khởi, sinh khởi lên cái tâm ái dục. Và khi trình lên Đức Phật thì Đức Phật mới cấm không được ngồi kiết già. Nhưng mà vị đấy, có những vị thì ngồi kiết già đâu, nó quen rồi. Đến trình Đức Phật thì Đức Phật bảo nếu mà vì cái bệnh đấy thì có thể ngồi bán già, chứ không vẫn không cho ngồi kiết già. Chỉ có ngồi hai chân bằng nhau. Thì đấy là giới của phổ biến ở trong hàng Tỳ Kheo Ni. Và cái pháp đấy đối với người nữ hành thiền cũng có thể áp dụng cách đấy được. Áp dụng cái cách đó là không tránh ngồi kiết già. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thu La trên YouTube. Con ngồi thiền không được đặt chân trái lên trước vì con là Phật tử nữ. Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con cách khắc phục tình trạng này ạ. Thì cứ ngồi hai chân bằng nhau ấy. Một chân bên trong, một chân bên ngoài. Hai chân nó bằng nhau theo cái tư thế này. Mình mà mỏi chân, mình đảo cái chân, đổi chân đi như vậy. Cái cách ngồi này sẽ làm cho không bị đau chân, không bị tê chân. Và có thể ngồi được một cái khoảng thời gian rất lâu. Ngồi suốt cả ngày mà cũng không bị khó trở ngại gì. Mà cái cách ngồi này là dễ nhất. Mày cứ ngồi hai chân bằng nhau vậy thì tốt đấy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Vân. Nhiều người tự tử vì bệnh tật, tình cảm. Dù thường thì con người yêu thương bản thân trên hết. Vậy tại sao họ không yêu thương chính mình trong tình trạng bế tắc vì bệnh tật? Có nên tự tử không ạ? Nhiều nước hiện cho phép trợ tử. Theo Đức Phật, tự tử sẽ ảnh hưởng không tốt đến kiếp sống sau, phải không ạ? Không ai tán thán cái việc tự tử cả. Chẳng ai tán thán việc đấy. Chẳng ai đồng tình với việc đấy. Chẳng ai hoan hỷ với việc ấy. Người ta sinh ra được thân người khó gặp. Làm thân người cũng là cái phước rồi. Biết tận dụng cái thân này để tu tập, làm những cái việc tốt, tạo nhân lành tốt đẹp cho tương lai. Việc gì phải đi hủy hoại nó đi. Những người tự tử chắc người ta phải gặp một cái gì đó nó quá là khổ đau. Người ta thấy cuộc sống này nó quá là đau đớn rồi, người ta mới tự tử thôi. Nhưng mà tự tử thì không phải là tự sát, không phải là sát sinh. Mình giết mình không phải là sát sinh. Mà quan trọng là cái lúc mình chết với tâm này. Có người chết vì cái tâm tiêu cực, bất mãn, sân hận thì cái chết tự tử ấy mới đáng sợ, mới bị cái quả khổ. Còn có những người người ta tự tử mà người ta cũng không có cái tâm tiêu cực đấy. Vì người ta mắc cái bệnh nó đau khổ quá mà người ta biết là không thể sống được. Chỉ kéo cả sống ngày nào kéo dài khổ đau thêm ngày đấy. Và có những người đấy người ta tự tử như thời Đức Phật, có vị tu đắc đạo rồi nhưng mà vị ấy đau quá.
vị ấy mắc cái bệnh nó đau đớn quá, vị ấy không chịu được, vị ấy tự tìm con dao lại cho mình. Rồi cũng có những người hỏi Đức Phật như vậy có tội không, thì Đức Phật bảo vị ấy không có tội, vị ấy vẫn chứng Niết Bàn. Đến vậy thì cái việc đấy không ai tán thán, không nên. Nhưng mà cái người, người ta chắc người ta phải lâm vào một cái tình thế gì đấy nó quá khổ đau, người ta mới chọn con đường ấy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đào Minh Hoàng trên YouTube. Nếu một vị tỳ kheo đã đắc ba tầng đầu thì có còn xả y làm cư sĩ không ạ? Một vị tỳ kheo mà đắc đạo rồi thì vị ấy, những cái vị mà tu chứng đắc đạo quả thì vị ấy chỉ có tiến lên nhưng vị không lùi lại nữa. Vị mà ít không có ai đi lùi lại cả. Vị còn thối lui nó có thể là do một cái gì đó nó ngoài ý muốn của vị đấy. Có vị vị ấy bị gặp một cái trở ngại gì đó, bị một cái gì đó ép buộc, một cái thế lực gì đó bắt buộc thì vị ấy mới phải trở lại. Chứ còn cái tâm của vị đấy thì không bao giờ còn ưa thích cái đời sống thế gian nữa. Vị ấy chỉ còn hướng về cái đời sống giải thoát, xuất gia mà thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Từ Hạnh. Hôm trước khi nấu xôi cúng, con thấy nhiều mọt trong gạo, nên đã đổ nước vào để gạn mọt ra ngoài. Con lo lắng làm như vậy có thể phạm giới sát sinh. Nếu làm lại, con sẽ đổ nước gạo ra ngoài, chờ khô để mọt sống lại hoặc mua gạo mới. Con cảm thấy khó giữ giới vẹn toàn và vô cùng hối hận. Con xin thành tâm sám hối và mong sư ban giới lại cho con ạ. Khi đấy mình chỉ cần sám hối, đọc thuộc cái bài Ukasa sám hối thì mình xin thọ lại tam quy ngũ giới nè. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tiến Lê trên YouTube. Nhà con ở chung cư không có khu vực riêng để hành thiền, con thực hành trong phòng ngủ hoặc phòng khách khi mọi người đang ngủ, như vậy có được không ạ? Được, ngồi thiền ở bất cứ đâu cũng được, trong phòng ngủ được hết, ngồi đấy mà thiền, đấy cũng là cái nơi tốt ấy. Ngồi trong phòng ngủ này yên tĩnh. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Từ Hạnh. Sư cho con hỏi, chùa mình có tổ chức khóa tu 3 ngày hoặc 7 ngày như các chùa khác không ạ? Con đọc trên trang web của chùa thấy chùa tổ chức hành thiền theo thời khóa biểu hàng ngày, nhưng con chưa hiểu rõ cách thức này. Con ở Hưng Yên và rất muốn đến chùa tu tập ạ. Vì ở chùa thì mở khóa tu quanh năm, nghĩa là nếu mà một vị muốn đến học thiền thì cứ đến thẳng thì chùa để vào văn phòng để đăng ký. Mình muốn tu 3 ngày, 7 ngày hay là 1 tháng hay 1 năm hay là tu ngắn tu dài tùy theo mình lựa chọn. Và đấy là cái sự mở cửa như vậy, là cái khóa tu thường xuyên liên tục như vậy, chứ không phải là giới hạn trong 3 ngày, 7 ngày. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệm Hoa. Xin sư cho con hỏi, con có tâm với Phật nhưng mỗi khi nhìn thấy tranh ảnh Phật, Bồ Tát và tụng kinh thì tâm con không tịnh. Xin sư hướng dẫn cho con cách tiêu trừ để tâm thanh tịnh ạ. Tâm mình không thanh tịnh như vậy nó là một cái chướng đạo. Không, có thể là do một cái quả bất thiện nào đấy nó trổ nên, nó ngăn cản làm cho mình không có hướng tâm về, không dám hướng tâm về đạo. Đấy là một cái pháp bất thiện. Mình có thể tu tập những pháp khác, giữ giới hoặc là lễ Phật, nhưng mà đừng có quá, tức là mình đừng có quá chăm chú, đừng có chú tâm một cách cái tâm mà tín tâm cao quá, đấy, khi nó lại sinh ra cái ngược lại như vậy. Với một cái tâm thản nhiên bình thường, hướng về các ân đức Phật để mình lễ Phật, chứ mình đừng nghĩ là đây là Phật thật. Tranh ảnh thì mình biết là chỉ đây là tranh Phật thì nó tượng trưng, tranh ảnh là tượng trưng cho cái đạo lý giác ngộ giải thoát, cho một bậc giác ngộ giải thoát thôi. Mình hiểu như vậy, có cái lý trí như vậy thì nó sẽ hết cái tư tưởng ấy. Còn mình cứ nghĩ ở đây là Phật thật đấy, giống như một vị thần linh có thật ở đấy, là nó hay sinh ra cái tâm tiêu cực như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thanh Vân. Trong các buổi dạy thiền ở chùa An Lạc, sư có nói đến việc thấy ánh sáng và giữ ánh sáng đó ổn định ít nhất từ 1 tiếng trở lên. Như thế nào là giữ ánh sáng ổn định ạ? Có giống như là một bóng đèn chiếu ánh sáng liên tục trong vòng 1 tiếng, không thay đổi màu sắc, không lúc sáng lúc mờ, và vị trí ánh sáng không thay đổi không ạ?
Không phải là cái ánh sáng sẽ đứng im như vậy. Ánh sáng thì vẫn luôn có sự biến động, luôn có sự thay đổi, chứ không phải là như cái bóng đèn bất động đâu. Sáng này vẫn thường xuyên thay đổi. Nhưng với cái tâm mình định tĩnh, tức là biết cách quân bình, tín tấn, niệm định tuệ, nó không bị thái quá. Mình chú tâm đừng mạnh quá, đừng yếu quá, đừng để cho vọng tưởng nó xen vào nhiều quá. Giữ được cái tâm vừa vừa, mình biết cái đối tượng đấy liên tục. Thì cái quan trọng là cái tâm lý của mình, tâm lý biết cách chú tâm đều đều vừa vừa. Còn thì cũng sẽ làm cho ánh sáng nó sẽ sáng liên tục. Với cái người có định mạnh rồi thì cái ánh sáng nó sẽ luôn luôn rực rỡ, luôn luôn ở trong trạng thái rực rỡ cả 2, 3, 4 tiếng liền. Thì đấy là chuyện bình thường. Với người đã tập đến một cái mức định vững chắc thì ánh sáng nó sẽ cứ rực rỡ như vậy. Chứ không phải là đứng im, không đứng im, nhưng mà luôn luôn ở trong sự rực rỡ. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đại. Tại sao trong các bài kinh kể về tiền kiếp của Đức Phật hay các nhân vật khác, họ đều sống trong xã hội có vua cai trị như trong xã hội phong kiến xưa mà không phải kiếp sống thời nguyên thủy hay thời hiện đại ạ? Trong kinh Đức Phật dùng những cái ngôn ngữ địa phương, dùng những cái ngôn ngữ mà thời đại có thể hiểu được. Chứ còn ở mỗi một thời kỳ sẽ có những cái văn hóa, những cái cách dùng từ, những cái để chỉ định cho những người đứng đầu cái xã hội đấy khác nhau. Như là ngay trong thời đại Đức Phật, cứ một vị mà đứng đầu một cái đất nước ấy cũng gọi là vua, đứng đầu một cái quận, một cái vùng, một cái miền, một cái tỉnh, một cái huyện đấy cũng gọi là vua. Nên là trong một đất nước có rất nhiều vua, chứ không phải chỉ có một vị vua. Vua lớn, vua nhỏ, vua một cái tiểu quốc, vua cái đại quốc, có rất nhiều. Đấy là cái cách nói để cho mọi người dễ hiểu. Chứ nếu như trong thời Đức Phật mà Đức Phật nói rằng cái thời ấy có một cái vị tổng thống ấy, có vị thủ tướng ấy, thì cái thời ấy chưa ai dùng cái từ tổng thống, chưa ai dùng cái từ thủ tướng, chủ tịch, chưa, cái thời đấy nó không ai dùng. Thì Đức Phật nói ra cái văn đấy sẽ khiến cho, sẽ mất rất nhiều thời gian để giải thích, cho nên nó không cần thiết. Chỉ nói một chung chung cái từ vua vì cái thời đấy nó phù hợp văn hóa cho người ta hiểu. Nếu như có vị Bồ Tát nào mà sinh ra cái thời đại bây giờ, sau đó vị đó thành Phật rồi vị đó mới nhớ lại được cái kiếp trước đấy, cái thời đấy có vị Bồ Tát đấy nói lại tiền thân của mình, là có cái vị chủ tịch đấy, vị tổng thống đấy. Nhưng mà vị đó sẽ tùy theo cái văn hóa thời đấy mà nói. Mình cũng, nhưng mà nói là cái thời đấy cũng phải nói là cái vị đứng đầu đấy cũng phải nói là vua cho người ta hiểu. Thế là cái ngôn ngữ là phải dùng cho nó phù hợp với văn hóa dân gian. Chứ mà dùng những cái ngôn ngữ khác làm sao mà đời hiểu được đạo. Mà cái đấy nó đâu có quan trọng đâu. Dạ, con thưa sư. Các câu hỏi còn lại con xin dời lại buổi sau ạ. Để chúng niệm Phật hồi hướng. Idam me bunyam asavakajam vaham hotu idam me bunyam nibbanasa pechajo hotu mama punya param sambasathanam pachemi tesabe mitamam punya param napantu sadhu sadhu sadhu.